Làm sao? Chán lắm rồi đúng không? Mỗi một ngày mình bước vào cái sở làm mà mình thấy tất cả những cái target, những cái KPI, những cái mục tiêu, những cái kế hoạch làm việc đó nó ngán tới tận cổ, nó không mang lại cho mình bất cứ một cảm xúc nào nữa, có đúng không? Và thẳng thắn đi các bạn, mỗi một ngày như vậy mình đến cái sở làm đó, những cái mối quan hệ, cái sự chà đạp, cái sự chì chiết, những cái lời mắng nhiếc, mệt mỏi quá rồi, có đúng không? Chán việc. Nghỉ đi mấy đứa. Dũng cảm lên, nộp đơn và nghỉ. Tại sao? Thẳng thắn đi các bạn, cái thanh xuân này của mình là để sống, là để cảm nhận cái sự sống này với cái sự say mê, cái sự nhiệt tình, để làm những điều có ý nghĩa cho cuộc đời này, chứ không phải để cho người ta xài xẻ, để cho người ta chà đạp. Nghĩ lại đi mấy đứa, ba má mình nuôi mình mười mấy, hai chục năm, chăm bẩm, lo cho mình từng ly từng tí, la không dám la, đánh không dám đánh, để rồi ngày hôm nay mình đi luồn cuối, mình đi để cho người ta chà đạp, người ta nói nặng, nói nhẹ, người ta cư xử với mình không ra gì hết, có đáng không? Nghĩ lại đi mấy đứa, tìm cho mình cái sự dũng cảm để rồi nộp đơn, nghỉ, nghỉ đi. Và biết đâu được, có lẽ đây chính là cái mặt khải của vũ trụ gửi đến để nhắc cho mình nhớ là có khi chúng ta có một cái sứ mạng nào đó vĩ đại cho cuộc đời này. Chúng ta có thể nhân cái cơ hội này để tìm lại được cho mình cái niềm đam mê, cái sứ mạng cho cuộc sống này, và tạo ra một điều vĩ đại, giống như rất nhiều những tỷ phú, những triệu phú, những doanh nhân trên thế giới này họ đã làm được, và các bạn cũng vậy. Tìm cho mình cái sự dũng cảm đó, nộp đơn và nghỉ. Nghỉ đi, chán là phải nghỉ. Còn nếu anh nói tới thời điểm này mà các bạn vẫn chưa có cho mình cái sự dũng cảm, cái sự quyết tâm để take action, thì bây giờ anh xin chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện rất xúc động về một cái bạn trẻ ở Thái Lan dũng cảm làm được cái việc đó, để rồi trở thành cái tấm gương hiếu thảo nổi tiếng nhất trong năm của người Thái Lan. Xin chia sẻ với nhau cái câu chuyện của nghị lực, của sự dũng cảm này. Xin mời các bạn. Bồn trắng, khỏi đi bồn. Mẹ anh xài đi xài nồi, khỏi của bạn luôn liền. Ôi, ออก đi lỡ. ออก đi đi. ออก đi nãy. Hàng ăn mày. Bị nương con tộc ngà nè, 400.000 con lũ bà nè. Lũ, không nhạc ออก trong comfort zone. Đây khảo là bị ní ออก mà 4 comfort zone lần hả khuôn nè. Chạy bị, hồn nà đi. Ồ. Mẹ anh, mà xài đi xài nồi. Ồ, bồn sẽ bền sẽ tài, bồn lại mới lũ. โอ้โหแล้วหัวหน้าแม่งไม่ได้วัดมั้งดัชนีความสุขอ่ะนอนไม่อิ่มมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำงานไม่เต็มที่ไงโอ้โหคนนะพี่ไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายดูแม่งล้อมคอกเลยคอกออฟฟิศนี้ขาดผมไปสักคนนะเจ๊งผมบอกเลยแม่งพังพินาศผมว่าคนเจ๊งออกเป็นออกไม่ใช่แนวต้องมาทนเอ๊ะเจ๊ะไม่ใช่อ่ะโธ่ออกไปทำอะไรครับอยากรู้จังเลยอยากมีชีวิตช้าๆพี่โอ้สโลไลฟ์สโลไลฟ์เหรอใช่ครับทำอะไรกันอ่ะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟโอ้ไอเดียใหม่เลยนะเหรอใช่พี่เขาเปิดกันทั่วประเทศเลยนะเจ๊งกันไป 80% เนี่ยก็ผมอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รอดนะแล้วออกจากนี้ก็ตกงานสิเนาะไม่มีเงินเดือนเนาะก็ตกพี่ผมอยากมีอิสระทางการเงินผมอยากแบบเป็นนายตัวเองอ่ะพี่ได้ข่าวว่าเราเป็นหนี้อยู่นี่ใช่ป่ะต้องผ่อนอะไรบ้างอ่ะมีสองอย่างเองรถกับบ้านมีเงินไปผ่อนไหมถ้าไม่มีงานผมมีเงินเก็บเท่าไหร่ 80,000 ผ่อนได้กี่เดือน2เดือนนิดๆหลังจากนั้นใครผ่อนน่าจะเป็นพ่อแม่เยี่ยมไปเลยโตป่านนี้เนาะครับน่าภูมิใจนะทิ้งภาระให้พ่อแม่ระวังจะได้รางวัลลูกกตัญญูมีสติสักนิดนึงเยี่ยมไปเลยป่ะไปลาออกกันแป๊บเดียวเนี่ยออกเลยไม่เป็นไรพี่ออกเลย ชั่วโมงชั่วเดี๋ยวพี่เมื่อกี้มันขึ้นไงนิดหน่อยผมเย็นแล้วพี่vui quá quý vị ơi. Tụi mình thấy tao lương lẹo giỏi không? Thành thật đi các bạn, bao nhiêu người vừa rồi đã bị tôi lừa? Anh nói thiệt cho các bạn là để quay ra cái đoạn show deep vừa rồi, tao đã quay không biết bao nhiêu lần, tao diễn đi diễn lại, tao tập luyện rất là kỹ nghe. Cho nên thành thật đi,
anh em mình sống với nhau phải thành thật. Bao nhiêu người trong cái đoạn mở đầu đó đã bị ông quéo lừa, đã sôi sùng sục lên và thấy đúng rồi, anh quéo, anh nói đúng rồi, đây chính là chân ái trong cuộc đời của em. Và tụi bay đã chuẩn bị rút đơn ra rồi. Bao nhiêu người đã bị tao lừa, phải thành thật. Tại vì tao rất cố gắng tao mới lừa được tụi bay nghe. Cho nên bao nhiêu người đã bị tôi lừa, thả ngay bây giờ một cái comment xuống. Thả comment vô quý vị, đừng có lương lẹo. Anh em mình phải thành thật sòng phẳng với nhau. Thả comment vô nói tôi đã bị lừa, rồi sau đó coi tiếp clip. Thành thật đi, ê không có chơi ăn gian nghe. Ok, rồi. Một cái video clip quảng cáo nằm ngoài sự mong đợi. It's beautiful, đó là cái tuyệt đỉnh của cái ngành công nghiệp quảng cáo của Thái Lan. Siêu sáng tạo, rất là trúng cái tâm sự của giới trẻ à, cho nên nó dễ thương ngoài sức tưởng tượng. Ok, và cái clip quảng cáo Peppermint Feel đó, nó kết lại bằng một cái hành động mà anh luôn nói trong tất cả những cái video clip của anh, đó là hít thở chậm lại một nhịp. Thẳng thắn đi các bạn, là anh hoàn toàn đồng ý là các bạn có quyền nghỉ công việc chứ, các bạn đâu phải nô lệ, đúng không? Và mình có quyền buông bỏ, mình có quyền dừng lại, và các bạn luôn có sự lựa chọn đó. Nhưng nhớ nhìn lại một cái xem là điều kiện gia đình của mình như thế nào, phải không? Nếu ngày hôm nay gia đình của mình chẳng có gì ngoài điều kiện, có cả một đống tiền đó để lo cho các bạn muốn sao cũng được hết, phải không? Và các bạn cũng sẵn sàng quay trở về nương náu dưới cái vòng tay bảo bọc bao che đó của ba má mình, thì các bạn có quyền nghỉ. Hoặc dĩ nhiên là nếu như các bạn đã có cho mình một cái sự tích lũy về tài chính, một cái nền tảng về tài chính cực kỳ sâu sắc, bền vững và ổn định, then you quit the job and it's alright, không sao hết. Ok, nhưng nếu ngược lại, ngày hôm nay mình vẫn là một bạn trẻ, mình mới ra trường đi làm được 5 năm, 7 năm, đúng không? Rồi cái đẳng cấp của mình trong sự nghiệp nó cũng còn mơ hồ, vẫn chưa định hình được, vẫn chưa xây dựng được cái năng lực cốt tủy của mình, cái uy tín của mình trên thị trường. Rồi mình cũng còn đang mày mò, đúng không? Vẫn còn đang định hình được cái thế mạnh của mình, cái định hướng lâu dài trong sự nghiệp của mình. Và rồi dĩ nhiên là nếu ngày hôm nay mình vẫn chưa thật sự tích lũy được một cái nền tảng rất là vững vàng, hoặc là gia đình của mình thật sự cũng cần cái sự hỗ trợ về mặt tài chính từ phía cá nhân của các bạn, thì nghe lời anh quéo, nghe lời Peppermint Feel, chậm lại một nhịp, hít thở. Và ngay bây giờ nhìn và phân tích cùng với anh xem là ngày hôm nay nếu các bạn cảm thấy chán việc thì các bạn rơi vào cái loại chán nào trong 5 cái loại chán mà anh chuẩn bị chia sẻ, và cách để chúng ta cư xử trong mỗi trường hợp sao cho khôn ngoan. Sẵn sàng chưa? Let's go. Xin chào các bạn, là người hôm nay còn Mr. Well, hôm nay ông thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ học viện Awake Your Power, và xin chào mừng đến cái bài giảng của anh ngày hôm nay. Đây là cái chuỗi vlog và những cái bài giảng để chia sẻ với mọi người những cái góc nhìn để dẫn dắt sự nghiệp, công việc, cuộc sống của mình sao cho sâu sắc hơn, bền vững hơn. Và đó là một cái chuỗi hoạt động dành cho cộng đồng của học viện Awake Your Power. Còn bây giờ còn đợi gì nữa? Let's go. Cái nhóm chán việc đầu tiên và phổ biến nhất đó là những bạn trẻ mới ra trường đi làm, những tấm chiếu chưa từng trải, và họ bước vào thị trường với cái lý do chán việc, đó là anh ơi, môi trường làm việc không chuyên nghiệp. Anh Trí, em tưởng là nó phải như thế này như thế kia như thế nọ, em coi trên phim á, em thấy là công ty là phải ban bệ, phải phòng họp, không gian làm việc nó xịn sò cun ngầu, rồi quy trình này nọ nó phải chuyên nghiệp, nó phải như thế này thế kia, chứ anh Trí sao cái môi trường làm việc trong công ty của em nó không được như vậy. Ok, và chán, nghỉ. Ok, cho nên là điều đầu tiên, nếu cái môi trường làm việc hoặc là quy trình làm việc nó vi phạm vào những quy định của pháp luật, hoặc nó vi phạm vào những cái giá trị đạo đức, những cái giá trị và những nguyên tắc sống, thì các bạn nên nghỉ. Bởi vì cái việc đó nó tạo nghiệp lắm các bạn. Sự nghiệp là cái sự việc tạo nghiệp trong đời của mình. Cho nên nếu cái quá trình đó mà nó vi phạm pháp luật, trước sau gì mình cũng sẽ trả giá. Nếu nó vi phạm những cái giá trị sống thì trước sau gì chúng ta cũng phải gặt cái nhân quả, nghe cái nghiệp mà mình tạo ra. Cho nên nếu như nó rơi vào tình huống đó thì các bạn nên làm rõ nó với những cái người am hiểu về pháp luật, hoặc là trò chuyện với những cái người có những cái nguyên tắc sống, những cái nguyên tắc đạo đức xã hội, và mình thấy là nó vi phạm thì chúng ta nên cân nhắc để nghỉ.
đừng vì cái đồng tiền để rồi về sau tạo cái nghiệp không tốt cho mình. Tuy nhiên nếu mình bình tĩnh nhìn lại và mình thấy là cái quy trình làm việc có thể nó chưa tốt, nó chưa tuyệt vời, nhưng nó không có vi phạm những cái luân lý hay là pháp luật, thì mình phải nhận ra là nếu như môi trường và cái quy trình làm việc chưa tốt, chưa chuyên nghiệp, đó là lý do tại sao cần có các bạn để đóng góp, để cùng trăn trở, để cùng xây dựng công ty này là của chúng mình. Alright. Cho nên đó là lúc mà mình nói là khó nó mới tới tay mình. Và khi đó là khi mà cho mình cái tâm huyết, cái ý chí để được đóng góp, được xây dựng và được nâng cấp những cái quy trình đó, để rồi tạo ra một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, chứ không chỉ mong đợi và enjoy một cái môi trường chuyên nghiệp. Hiểu ý anh không? Và rồi dĩ nhiên khi anh nói tới điểm này, chắc chắn các bạn sẽ nói là anh Trí ai chả muốn làm, nhưng mà em nói không ai nghe hết anh Trí. Anh hoàn toàn đồng ý, bởi vì các bạn mới ra trường đi làm, các bạn chưa được quyền nói và các bạn chưa được quyền thay đổi. Cuộc chơi này nó là như vậy. Cho nên mình phải kiên trì hơn một chút xíu nữa. Nếu các bạn muốn thay đổi cái quy trình và cái môi trường làm việc cho phòng ban của mình, các bạn lên tới vị trí trưởng phòng, các bạn tin là lúc đó các bạn thay đổi được hay không? Còn nếu mình là nhân viên thì chưa được, nhưng lên tới trưởng phòng các bạn có quyền set the rules. Mình sẽ xây dựng cái quy trình cho phòng ban của mình. Nhưng mà anh Trí ơi, cả cái công ty này nó đăng đăng đê đê, nó toài hoài lắm, em muốn cải tổ cả quy trình của công ty luôn. Thì các bạn lên tới vị trí giám đốc bộ phận, giám đốc nhân sự, giám đốc vận hành. Và khi đó các bạn sẽ bắt đầu có cái sức ảnh hưởng để điều chỉnh, để góp ý, để xây dựng và triển khai những cái quy trình mới. Cho nên biến cái trăn trở đó thành cái sự quyết tâm để trưởng thành, thăng tiến và xây dựng được sức ảnh hưởng của mình trong doanh nghiệp. Và nếu các bạn là người đóng góp để tạo dựng được cái sự phát triển cho doanh nghiệp đó, và thậm chí là xây dựng từ lúc nó còn sơ khai để rồi phát triển vững mạnh lên, các bạn sẽ được liệt vào hàng khai quốc công thần. Và những người đó, công ty sẽ không thể quên ơn các bạn được. Cho nên, đối với những tấm chiếu mới chưa từng trải, xin có một lời khuyên đơn giản mà ngày xưa thầy của anh dạy cho anh trước khi anh ra trường đi làm. Ông nói một người trẻ tuổi phải nhớ: follow the rules, then change the rules. Number one, follow the rules. Number two, then change the rules. Thì nếu mình là một người trẻ tuổi, tuân thủ và chơi đúng luật, đến một ngày các bạn sẽ được xét ra luật chơi. Kiên trì hơn. Lý do thứ hai mà chúng ta chán việc đó là: anh ơi, cái môi trường làm việc, quy trình này nọ em thấy nó cũng ổn rồi, nhưng cái khó chịu nhất là con người, là đồng nghiệp, cộng sự. Có đúng không đã? Mấy người này sao á anh Trí? Và thành thật với nhau luôn đi, là trong tất cả những cái đồng nghiệp, cái người mà làm cho mình khó chịu nhất, mình trầm cảm nhất trong lúc mình đi làm, ảnh hưởng tới mình cảm xúc, tinh thần nhiều nhất là sếp. Theo cái nghiên cứu và những cái tổ chức về lãnh đạo và hành vi tổ chức lớn trên thế giới, thì 54% lý do tại sao nhân viên nghỉ việc là vì sếp. People don't quit on the job, they quit on the boss. Cho nên hoàn toàn đồng ý là cái việc thích ứng với những cái người sếp, ăn ở với sếp làm sao cho hiệu quả, cái đó quyết định yếu tố sống còn cho cái niềm hứng thú trong công việc và cơ hội thăng tiến và phát triển trong công việc của các bạn. Và vì chuyện đó rất quan trọng, cho nên anh đã làm nguyên một cái bài giảng rất là chi tiết về ba cái nguyên tắc để ăn ở với sếp làm sao cho nó dễ phát triển sự nghiệp. Thì cái bài giảng đó anh đã post vào cách đây 2 tuần và nó rất là đầy đủ và chi tiết rồi. Thì bạn nào gặp cái khó khăn này thì anh để cái link trong description, các bạn coi cái bài giảng đó, nó tháo gỡ trúng cái vấn đề cư xử với sếp. Thì đó là cái thử thách thứ hai. Thử thách thứ ba: chán việc vì quá tải. Anh Trí, sếp ok, đồng nghiệp ngon lành, quy trình ổn, chuyên nghiệp, nhưng nhiều việc quá anh ơi. Nhất là sau cái giãn cách này, công ty còn rút giảm nhân sự lại, trách nhiệm thì tăng lên, công việc chồng chất, nhiều quá đi, em kiệt sức, burnout. Có bạn nào đang bị cái này không? Thành thật với nhau đi. Trong những cái khủng hoảng khó khăn thì cái việc đầu tiên mà rất nhiều doanh nghiệp ngày hôm nay làm đó là họ tái cấu trúc nhân sự để họ giảm cái chi phí xuống. Và điều đó đồng nghĩa với chuyện là cái workload
cái công việc và trách nhiệm nó nhiều hơn đối với từng cá nhân, để rồi mình làm sấp cái mặt của mình luôn. Có hay không? Ai có thả cái comment cái giải tỏa đi rồi anh nói cho nghe. Đầu tiên là nếu các bạn quá tải, xin chúc mừng các bạn. Điều đó có nghĩa là các bạn có năng lực và các bạn có được sự tin cậy từ tổ chức, cho nên tổ chức mới giao trách nhiệm cho các bạn. Anh là sếp, anh không bao giờ giao trách nhiệm cho cái người mà anh không tin tưởng và cái người mà anh nghĩ là không có năng lực hết. Cho nên nếu ngày hôm nay cái trách nhiệm của mình nó nhiều, điều đó chứng tỏ các bạn là người có uy tín và có sự tin cậy trong tổ chức, trong doanh nghiệp. Chúc mừng các bạn. Nhưng ngược lại là anh ơi, mệt quá, em đuối quá anh Trí ơi, thì dĩ nhiên bỏ cuộc dễ lắm các bạn. Nhưng nhìn ra là gì? Là đó là một cơ hội để mình trưởng thành hơn, để mình giỏi hơn, để mình cải tiến, mình innovate, mình cải tiến cái cách làm việc, mình nâng cấp hiệu quả của mình. Thầy anh ngày xưa luôn dạy anh cái điều đó là đừng mong là cuộc chơi dễ hơn, hãy mong là các bạn giỏi hơn. Đừng mong là ít thử thách và khó khăn hơn, hãy mong là các bạn có nhiều kỹ năng và sự khôn ngoan hơn. Đó là cái thái độ của những người khát khao sự trưởng thành, sự phát triển, khát khao được biết xem là thật ra mình giỏi tới mức nào, mình ngầu tới mức nào. Alright. Cho nên tận dụng cái cơ hội này để cải tiến tư duy của mình, cải tiến những cái kỹ năng làm việc của mình, nâng cấp nó lên để mình làm việc sao cho sắc sảo hơn, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, tốn ít thời gian hơn nhưng vẫn đạt được kết quả cao. Và đó là lúc mà các bạn sẽ thấy là à, mình cần phải cải tiến về cách quản lý thời gian, cách đặt mục tiêu, cách điều phối giao tiếp và công việc trong đội nhóm, trong tập thể, cách xây dựng những cái quy trình. Và đó là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu cân nhắc để trang bị cho mình những cái kỹ năng mềm, cái kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng lãnh đạo để upgrade bản thân của mình. Nếu ở thời điểm này những khái niệm đó vẫn còn là cái gì đó hơi mơ hồ và mông lung, và mình nghe đâu đó nhiều rồi nhưng không biết thực ra nó gãi trúng cái gì của mình, thì phần đó các bạn hoàn toàn có thể đồng hành với anh trong một cái lớp học nho nhỏ trên Zoom. Chi phí chỉ bằng 2 ly trà sữa thôi, nhưng mà 4 tiếng đồng hồ đó anh sẽ dẫn dắt các bạn để phân tích và hiểu đúng những cái thử thách và những cái mong muốn phát triển của mình, để rồi từ đó nhìn ra được cụ thể là những kỹ năng nào sẽ gãi ngứa cho các bạn. Đó là cái khóa học Lead Your Career, và anh để link trong description. Ok, dĩ nhiên, và nhớ là chúng ta phải chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành của riêng mình. Tuy nhiên, điều số 2 là đừng làm điều đó một mình. Nếu mà các bạn thật sự cảm thấy là rất là khó, rất là bâng khuâng, thì các bạn hoàn toàn có thể tận dụng sự hỗ trợ của sếp của mình. Điều thứ hai các bạn nên làm, xin một buổi hẹn với cấp trên, cái người lãnh đạo, người dẫn dắt mình, và trình bày những cái trăn trở của mình hoặc là những cái đề xuất để được hỗ trợ, để được dẫn dắt. Bởi vì tin anh đi, ngày xưa sếp các bạn cũng trải qua những thử thách tương tự, và anh ấy, chị ấy đã vượt qua được. Họ sẽ là người tuyệt vời nhất để cho các bạn những cái góc nhìn. Cuối cùng, bên cạnh chuyện nâng cấp kỹ năng và cải tiến hiệu quả của mình trong công việc, thì các bạn phải nhận ra là cái cảm xúc quá tải nó đến để nhắc cho các bạn biết là có một, hai cái vai trò nào đó trong cuộc sống mà ngày hôm nay các bạn đang bỏ bê. Và điều đó có nghĩa là chúng ta phải dành thời gian một cách hợp lý cho những vai trò còn lại, vai trò cho gia đình, cho người yêu của mình, cho bản thân của mình, và ưu tiên cho mình cái khoảng thời gian đó, ít cũng được nhưng phải có. Và anh nói kỹ hơn chút xíu trong cái việc dành thời gian cho bản thân, đó là rất nhiều bạn trẻ sẽ có một cái style, đó là em chịu hết nổi rồi, em phải sống cho mình, em phải dành thời gian cho bản thân, và em nghỉ việc để đi chơi trong vòng 2 tháng, sau đó quay về và kiếm việc tiếp, tới đó là tính. Thì cái cách đó anh nghĩ là nó, các bạn có quyền làm, nhưng thực ra nó rất là độc hại. Nó giống như chuyện là mình không ăn uống gì trong vòng 6 tháng, 1 năm, 2 năm, để rồi tới lúc mình kiệt quệ, mình chịu hết nổi rồi và mình ăn liên tục trong vòng 2 tháng. Thì chuyện đó chỉ gây ra những cái rối loạn về tiêu hóa, cái khủng hoảng về sức khỏe và cuộc sống của các bạn mà thôi. Cho nên đừng có làm cái kiểu là nhịn suốt 2 năm rồi ăn hết một lần. Cái việc dành thời gian cho bản thân là cái các bạn nên làm một chút mỗi ngày. A little bit every day. Kỷ luật mỗi ngày dành ra cho mình 15 phút cho riêng các bạn, để đi dạo trong vườn, 15 phút để viết nhật ký, 15 phút để nhâm nhi một ly cà phê trong một không gian của riêng các bạn, 15 phút để nghe một cái giai điệu, một cái bài hát nào đó mà mình rất yêu thích mỗi ngày.
hoặc là dành cho mình 10 phút mỗi ngày để gọi điện thoại và trò chuyện với má của mình, để tám về chuyện con gà, con vịt, về vườn rau, về trời mưa, về ao cá, về ba mình, nhớ đó. Và 10 phút mỗi ngày. Cải thiện kỹ năng của mình, tìm kiếm sự dẫn dắt từ cấp trên, dành thời gian cho những vai trò còn lại một cách hợp lý, đó là cách để vượt qua sự quá tải. Cái kiểu chán thứ tư, chán việc vì thu nhập thấp. Anh ơi, công ty ok, sếp ok, em cân bằng được cuộc đời của mình, chỉ là tiền không đủ sống anh Trí ơi, khổ quá. Lương như vậy thì cặp đất ra mà ăn. Anh coi kìa, bạn em kìa, thằng này, con kia, nhỏ nọ, hả không, ra trường cùng lúc với nhau mà bây giờ lương nó như vậy, lương em như vậy thì em cạp đất anh Trí ơi. À, và anh nghĩ đó là cái lời than thở mà không ít bạn trẻ có, đặc biệt là khi họ đi so sánh lương với nhau. Ok, và họ luôn nói là anh Trí, công ty nó chỉ trả bấy nhiêu thôi, sao sống. Và khi đó anh cười và trả lời, không đúng, em nói làm sao, công ty chỉ trả bấy nhiêu thôi, em nói thiệt mà anh Trí, công ty chỉ trả có bấy nhiêu thôi. Anh nói không đúng em ơi, sự thật là công ty chỉ trả có bấy nhiêu cho em mà thôi. It's not what they pay, it's what they pay you. Anh hỏi bạn là, xin lỗi chứ trong công ty của em có ai nhận lương cao gấp đôi em không? Không. Có ai lương cao gấp ba em không? Cao gấp 5 lần em có không? Cho nên để ý đi các bạn, that's not what the company pay, that's what they pay you. Đó không phải là số tiền công ty trả cho nhân viên, đó là số tiền công ty trả cho em. Còn công ty trả số tiền nhiều hơn cho những người khác. Câu hỏi, tại sao họ lại trả gấp đôi cho cái người khác? Tại sao họ lại trả gấp 3 lần cho cái chị kia? Tại sao họ lại trả gấp 5 lần cho cái anh đó? Why? The answer is because they are more valuable. Bởi vì họ mang lại nhiều giá trị hơn cho công ty. Cho nên đây là cái mà chúng ta phải rất thẳng thắn, là nếu các bạn than thở là thu nhập của mình thấp, nỗ lực để trở nên có nhiều giá trị hơn, trăn trở để tạo ra cái sự khác biệt trong công việc của mình, trong những trách nhiệm mà các bạn được giao. Bring more values to the company, bring more values to the market. Đó là cái mà thầy anh luôn dạy hồi xưa. Ông nói là gì? Là cái số tiền mà các bạn nhận được, your income equal the values you bring to the marketplace. Đó là lời dạy tuyệt vời của Jim Rohn. Thu nhập của mình nó bằng cái giá trị mà mình mang ra ngoài thị trường. Thì mình muốn thu nhập nhiều hơn, các bạn phải mang lại nhiều giá trị hơn. Và điều đó có nghĩa là các bạn phải nâng cấp chuyên môn của mình. Các bạn phải xung phong cho một cái vai trò cao hơn, đảm đương những trách nhiệm quan trọng hơn. Thậm chí nếu các bạn không tìm ra được con đường đó, thì xin một cuộc hẹn với người cấp trên của mình và chân thành bày tỏ cái mong muốn được đóng góp, cái mong muốn được gánh vác, cái mong muốn được chỉ dẫn cái cách để làm tốt hơn công việc hiện tại và đảm đương thêm những công việc mới. Và dĩ nhiên cái cách để có được thu nhập cao hơn từ phía công ty. Và rồi cuối cùng là đừng than thở về thu nhập, bởi vì câu chuyện về tài chính thật ra không phải là thu nhập, mà là saving, là tiết kiệm. Đó là cái mà hầu hết những bạn trẻ ra trường đi làm họ không nhận ra điều đó. Họ chỉ chăm chăm ganh đua nhau về tiền lương, mà họ không nhận ra được là cái kết quả về tài chính của các bạn không phải là tiền lương, mà là cái khả năng bảo vệ tiền lương đó đến cuối tháng xem nó còn lại bao nhiêu. Và cái đó mới là cái quyết định tương lai tài chính của các bạn, saving, khoản tiết kiệm của mình. Bởi vì anh đã biết không biết bao nhiêu học trò của anh trong suốt 12 năm qua, khi anh tư vấn với họ về thu nhập và cách quản lý tài chính cá nhân, thì anh nhận ra một sự thật rất là buồn cười, là có những bạn lương càng tăng thì cái tình trạng tài chính của họ càng khủng hoảng. Bởi vì lương tăng 20% thì chi phí của họ tăng 30%, cho phù hợp với cái vị trí mới, để có cái bộ đồ phù hợp, cái điện thoại phù hợp, cái túi sách phù hợp, cái đôi giày phù hợp với cái vị trí trưởng phòng. Cho nên khi lương nó tăng 20% thì chi phí nó tăng 30%, 40%, 50%. Và lương càng cao họ lại càng rơi vào nợ nần, họ lại càng rơi vào túng thiếu. Cho nên mọi người phải hiểu là tài chính của các bạn không chỉ là lương, mà quan trọng nhất là saving, là khoản tiết kiệm. Thì đây là cách quản lý tài chính cho riêng mình, nó độc lập với công việc của các bạn nghe. Và ngày hôm nay dĩ nhiên là bọn anh có cái khóa học về cách quản lý tài chính cá nhân trong học viện
và đi sâu vào những kỹ năng về đầu tư luôn. Nhưng các bạn không cần phải học về đầu tư nếu các bạn thật sự chưa quan tâm lắm, không nhất thiết phải học về cái đó nghe. Trước mắt các bạn học về kỹ năng tiết kiệm cái đã, học cách để bảo vệ cái tiền lương của mình đã, còn chưa cần học về đầu tư cũng được ha. Thì có cái lớp học ở trên Zoom cũng với anh luôn, không cần phải đi vào những cái khóa chuyên sâu. Các bạn học trong cái buổi đó, anh hướng dẫn các bạn 5 cái thủ thuật để bảo vệ tiền lương của mình. Rồi khi mà cái khoản tiết kiệm của mình nó nhiều hơn rồi, thì tới lúc đó cân nhắc tới chuyện đầu tư phát triển cũng chưa muộn. Lý do cuối cùng mà các bạn chán việc, đó là khi cả 4 điều trước đều ổn hết, là môi trường làm việc ổn, chuyên nghiệp, đồng nghiệp cộng sự ngon lành, mình cân bằng được cuộc sống của mình và thu nhập của mình hoàn toàn ok, tất cả mọi thứ đều ổn hết. Nhưng anh Trí, đến một ngày nào đó em tò mò, em băn khoăn về một cái lĩnh vực mới, em thật sự hứng thú về một cái sản phẩm và dịch vụ khác, em không muốn làm trong cái ngành này nữa. Đây là cái tâm sự của những người đã thành công trong công việc hiện tại của họ. Anh Trí, hiện nay em là nhân viên cứng trong công ty, công việc rất ổn, thu nhập rất ổn, nhưng em hứng thú với một lĩnh vực khác, em có quyền đổi việc hay không? Và câu trả lời của anh là dĩ nhiên là được, absolutely. Bởi vì nếu các bạn đã làm rất tốt thì các bạn được quyền move on, là theo đuổi một cái điều mới mẻ hơn. Nó cho mình cái cảm hứng, nó cho mình ý nghĩa. Right? Nói anh Trí, em đã làm trong ngành tài chính suốt 15 năm rồi và em rất ổn rồi, nhưng tới thời điểm này em thật sự tò mò và rất hứng thú với ngành giáo dục. Go for it. Anh Trí, em đã làm trong ngành thời trang suốt 10 năm nay rồi và em rất ổn trong ngành thời trang, nhưng em nói thật với anh, dạo gần đây cái em trăn trở nhất đó là về môi trường, và em muốn được làm nông nghiệp, lâm nghiệp, em muốn trồng rừng. Có được không? Được chứ. Go for it. Tuy nhiên, trước khi các bạn dừng và chuyển đổi ngành, chuyển đổi lĩnh vực để tìm tòi và phát triển một cái điều mới mẻ, các bạn trả lời giúp anh 3 câu hỏi để chậm lại một nhịp thôi. Anh không cản, nhưng các bạn chậm lại một tí. Thứ nhất, bạn có biết chính xác là các bạn sẽ theo đuổi sản phẩm và dịch vụ trong ngành nào hay không? Hay vẫn là một bức tranh mơ hồ? Nếu bước vào giáo dục, các em có biết chính xác là các bạn hứng thú với giáo dục dành cho người lớn, hay là học sinh, hay là trẻ em? Giáo dục chính quy, hay là giáo dục kỹ năng, hay là hỗ trợ về tâm lý, hay là xây dựng trải nghiệm? Mình hứng thú với cái ngành, cái lĩnh vực, cái sản phẩm và dịch vụ gì? Chi tiết cụ thể mình có xác định được chưa? Câu hỏi số 2 là sau khi mình xác định được rất rõ cái sản phẩm, dịch vụ, ngành nghề đó rồi, các bạn có chắc là các bạn đủ chuyên môn và kỹ năng phù hợp để thành công và thăng hoa trong lĩnh vực đó hay không? Chúng ta phải tìm hiểu và chuẩn bị kỹ hơn. Một người rất giỏi trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính chưa chắc sẽ làm giỏi trong lĩnh vực trồng hoa quả và rau củ sạch. Một người rất giỏi và thành công trong thiết kế thời trang chưa chắc trở thành một cái người rất giỏi trong việc quản lý một cái nhà hàng. Hiểu ý anh không các bạn? Và rồi cuối cùng là sau khi mình biết rất rõ sản phẩm dịch vụ mình muốn theo đuổi, mình biết rất rõ những cái kỹ năng, những cái chuyên môn cần thiết, những cái nguồn lực cần thiết để chiến thắng và thành công. Câu hỏi cuối cùng, các bạn có được một cái khoản saving, tiết kiệm tương đương với khoảng 4 đến 6 tháng thu nhập của mình hay không? Bởi vì you never know. Có khi mình vừa nhảy vào cái lĩnh vực đó thì nó rơi vào khủng hoảng. Có khi mình vừa mới mở cái nhà hàng của mình ra, xong rồi giãn cách xã hội, và chúng ta bắt đầu rơi vào một cái giai đoạn mà mình không có thu nhập, mình gặp những cái khó khăn, thì mình có cho mình cái lưới an toàn về mặt tài chính để mình không phải bấu víu ba mẹ của mình, để mình không phải cắt tiền học thêm của con mình. Các bạn có cái khoản saving từ 4 tới 6 tháng thu nhập của mình hay không? Thì sau khi mình trả lời được 3 câu hỏi đó, anh nghĩ các bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều, và xác suất các bạn thành công trong cái sự chuyển đổi về sự nghiệp đó sẽ sâu sắc hơn và bền vững hơn rất nhiều. Rút lại cái chia sẻ ngày hôm nay, anh không có cái quyền gì để cấm các bạn nộp đơn, nghỉ việc hoặc là chuyển ngành hết. Đó là sự nghiệp của các bạn có quyền thiết kế và dẫn dắt nó, và anh tôn trọng. Chỉ là nhớ lời khuyên của Peppermint Phil, hít thở, chậm lại một nhịp, bình tĩnh, cân nhắc xem là mình có nên điều chỉnh, nâng cấp năng lực, trải nghiệm cái mối quan hệ của mình để kiên trì thêm một lúc nữa, khẳng định được bản lĩnh, xây dựng được uy tín, tích lũy cho mình, rồi
theo đuổi cuộc chơi của mình. Và rồi trước khi theo đuổi, con nghiêm túc để phân tích, tìm hiểu sâu sắc và chuẩn bị kỹ lưỡng để đánh là phải thắng. Thì khi đó anh tin là các bạn có thể dẫn dắt sự nghiệp của mình và phát triển nó một cách ấn tượng, cá tính và bền vững hơn rất nhiều. Và đó là chặng hành trình xin được đồng hành cùng với nhau. Xí, dĩ nhiên cái mà anh chia sẻ là những cái nguyên tắc chung, những cái góc nhìn các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để tự nhìn nhận. Nhưng nếu cái thời điểm này các bạn cảm thấy là hơi khó và hơi bâng khuâng một chút xíu, hoặc là nó có nhiều những cái áp lực từ nhiều phía mà mình không tự xoay sở được, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm một cái sự trò chuyện, một cái sự tư vấn từ phía học viện trong cái chương trình tư vấn cá nhân mà bọn anh cung cấp, hoặc là tham gia cái khóa học để có được cái sự dẫn dắt trực tiếp từ phía anh. Thì đó là cái hỗ trợ và sự đồng hành của học viện và Wake Your Power. Xin được đồng hành cùng với nhau. Rồi, hết rồi đó. Còn biết làm gì tiếp theo chưa? Nhấn subscribe, nhấn like, nhấn cái chuông để nhận thông báo và comment và chia sẻ cho anh góc nhìn và những nhận thức mới mẻ mà các bạn có được sau video clip này. Nhớ nha, chúng ta là một thế hệ hành động. Xin được đồng hành cùng với các bạn. Thank you.